Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm niệm, chính sách xã hội là chính sách đối với con người, vì con người, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải luôn lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm niệm phải sống và cống hiến sao cho xứng đáng với những người đã anh dũng hy sinh vì sự phồn vinh và trường tồn của dân tộc. Tổng Bí thư thường tự nhắc mình và cán bộ, đảng viên, nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và tiền đồ tươi sáng của dân tộc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Đảng và Nhà nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chung sức đồng lòng để đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên đầy đủ và tốt đẹp hơn. Với pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã được điều tăng 35,7%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua. Và có thể nói rằng là trong chính sách an sinh xã hội ấy, thì Đảng ta đặt cái chính sách đối với người có công là chính sách cao nhất trong các chính sách xã hội. Quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng luôn luôn được Tổng Bí thư đánh giá và nghiên cứu xem xét rất là kỹ và đặt những mục tiêu yêu cầu rất là cao đối với Đảng bộ, nhân dân các địa phương cũng như là các bộ ngành ở Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo Quốc hội. Cũng trong 3 nhiệm kỳ gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký 2 nghị quyết quan trọng định hướng chính sách xã hội qua 2 thời kỳ. Theo đó, Việt Nam đã trở thành điểm sáng khi hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo, trở thành một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chuẩn nghèo đa chiều nhằm bảo đảm tốt nhất quyền con người, quyền công dân, hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta là hết sức quan tâm tới cái lĩnh vực an sinh xã hội. Trong cái hội nghị Trung ương 8 khóa 13 thì đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận là phát triển xã hội là từ là bảo đảm và ổn định sang là ổn định và phát triển, gắn với quản lý phát triển xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người và an ninh xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục và phát huy thành công sự nghiệp của các nhà lãnh đạo tiền bối để lại, đồng thời cũng là một nhà chiến lược, nhà kiến tạo xuất sắc trong công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước thời đại mới. Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.